Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang Fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7/HDTV và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia cây đa và đền La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Tại cây đa La Tiến, trên bia tưởng niệm canh hùng liệt sĩ còn ghi tội ác của thực dân Pháp và bè lũ tay sai đã giết hại 1.145 cán bộ chiến sĩ và đồng bào ta. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu tỉnh đã dâng hoa dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của dân tộc. Bằng sự thành kính và tri ân sâu sắc, các thành viên trong đoàn nguyện cầu hương linh canh hùng liệt sĩ yên giấc cõi vĩnh hằng. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thăm và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ và trao tặng hỗ trợ gạo cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Phù Cử. Ngày 21 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đã có công điện về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Công điện nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng còn tiềm ẩn gia tăng trở lại trong 6 tháng cuối năm. Công điện yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022, trọng tâm là xử lý dứt điểm tình trạng xe quá khổ quá tải, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông. Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, đối với người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên thì ngoài việc xử lý theo quy định, cần thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý trách nhiệm theo quy định. Ngày 15 tháng 6, các cơ quan chức năng đã bắt quả tang cơ sở sản xuất hạt nhựa do bà Trần Tuyết Sơn, thường trú tại Hà Nội, thuê địa điểm nằm trong công ty cổ phần sản xuất kính Việt Hưng, xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tại thôn An Lạc, xã Trường Trác, huyện Văn Lâm. Thế nhưng, trong những ngày vừa qua, lợi dụng thời tiết mưa nhiều, cơ sở trên lại tiếp tục xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Không trực tiếp xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước chung của công ty cổ phần sản xuất kính Việt Hưng như trước kia, mà cơ sở sản xuất hạt nhựa của bà Sơn làm chủ đã xây chặn hệ thống rãnh thoát nước ngoài công ty để nước chảy tràn qua đường xuống cánh đồng thôn An Lạc. Chưa dừng lại ở đó, cơ sở trên có lắp đặt hai đường ống qua tường rào để xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra ao bèo phía sau tường rào của công ty kính Việt Hưng. Trước đó, ngày 15 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã lập biên bản lấy mẫu và yêu cầu cơ sở trên chấm dứt hành vi xả thải. Thế nhưng, do việc kiểm tra giám sát và xử lý chưa nghiêm nên cơ sở trên vẫn tiếp tục xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây bức xúc trong nhân dân. Mặc dù chợ gạo thành phố Hưng Yên đã từng cháy, nhưng hiện nay một số tiểu thương nơi đây đã cơi nới lán bán hàng, quấy kín trạm biến áp, gây nguy cơ cháy nổ và mất an toàn điện. Trạm biến áp may và đay tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên có nguồn cấp điện cao thế đầu vào là 35 kV. Tại đây thường xuyên có từ 3 đến 4 hộ kinh doanh quây kín công trình điện để buôn bán gia cầm và hàng hóa tiêu dùng. Được biết chợ gạo đã từng xảy ra cháy do chập điện vào tối ngày 25 tháng 7 năm 2018. Vụ hỏa hoạn này đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Tuy vậy, nhưng ban quản lý chợ vẫn lơ là và không làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, đặc biệt là nguy cơ từ chập cháy điện vi phạm khoảng cách an toàn của một số tiểu thương nơi đây. Bộ Chính trị quyết định cảnh cáo hai lãnh đạo của tỉnh Phú Yên là ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên và ông Nguyễn Chí Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Huỳnh Tấn Việt trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Chí Hiến,
chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu hội đồng đấu giá đất của tỉnh để xảy ra vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại khu đô thị mới Nam Thành phố Tuy Hòa. Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 4 bị can, trong đó có Nguyễn Văn Quỹ, nguyên là chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn, Nguyễn Xuân Thanh, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Văn Quỹ, nguyên là chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn, nay là thành phố Từ Sơn. Trước khi bị bắt, ông Quỹ là tránh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Quỹ bị bắt liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Nguyễn Xuân Thanh bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ. Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản thông báo về việc miễn trừ thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Xuân Thanh. Tại tỉnh Đồng Nai, ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và vợ là bà Trần Thị Ái Liên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã cùng làm đơn xin nghỉ việc. Theo đơn, lý do xin nghỉ việc của hai phó giám đốc sở nêu trên là vì sức khỏe và việc riêng. Trước khi làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ, bà Trần Thị Ái Liên từng công tác nhiều năm ở cơ sở này. Riêng ông Lộc, trước khi làm Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, ông làm Phó Giám đốc Sở Công thương. Trước đó, đơn vị mà vợ chồng ông Lộc bà Liên công tác từng xảy ra nhiều vụ lùm xùm và cán bộ bị xử lý kỷ luật đảng, điều chuyển công tác. Theo đó, ông Phạm Văn Sáng, cựu Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ liên quan một vụ án hình sự đã bỏ trốn ra nước ngoài. Chiều 22 tháng 7, thi thể một người phụ nữ trong tình trạng đầu lìa khỏi thân được người dân phát hiện ở gần một khu nhà thuộc phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định người phụ nữ chết trong tình trạng đầu lìa khỏi thân là một phụ nữ trên 50 tuổi tại quận Lê Chân. Qua giả soát các mối quan hệ, công an nhận định nghi phạm gây án là một người đàn ông quê ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Người này đã có 2 tiền án và đang làm nhân viên phục vụ tại quán của nạn nhân. Trong quá trình truy vết nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông này đã chết, nghi tự sát bằng điện ở địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Ngày 22 tháng 7, theo tin từ Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Chiến, tỉnh Yên Bái, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngạt khí làm 2 người tử vong. Theo đó, tối 21 tháng 7, một người đàn ông sinh năm 1979 xuống dọn giếng nước sinh hoạt của gia đình. Một lúc sau, người vợ thấy chồng vùng vẫy, dựa vào thang không đói được gì, liền hô hoán chạy sang hàng xóm gọi một thanh niên sinh năm 1995 xuống cứu. Không may người này cũng bị ngạt khí, cả hai đều chết dưới giếng. Ngoài ra, hai người dân đưa thi thể hai nạn nhân lên khỏi giếng cũng bị ngạt khí và ngất xỉu. Tuy nhiên, họ được kéo lên kịp thời nên thoát nạn. Được biết, giếng nước sinh hoạt trên có độ sâu gần 10 mét, mực nước khoảng 1 mét và người dân đang sử dụng. Mới đây, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ đẩy mạnh nỗ lực giảm lãng phí thực phẩm nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia 1,4 tỷ dân này. Trung Quốc đã hạn chế lãng phí thực phẩm thông qua luật chống lãng phí thực phẩm vào tháng 4 năm 2021 để bảo vệ an ninh lương thực quốc gia. Theo quy định của luật, các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống có thể thu phí xử lý đối với khách hàng để lại quá nhiều thực phẩm dư thừa, nhưng mức phí phải được ghi rõ. Người phát trực tuyến cũng bị cấm phát các hình ảnh ăn uống vô độ. Các phương tiện truyền thông đăng tải nội dung trên sẽ bị cảnh cáo và nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ phải đóng cửa. Nhà chức trách Ấn Độ ngày 22 tháng 7 đã thu giữ lượng tiền mặt chất thành đống lớn khi lục soát nhà một quan chức ở bang Tây Bengal. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một lượng lớn tiền giấy mệnh giá 2.000 rupee và 500 rupee được tìm thấy trong nhà của Marker He, phụ tá Bộ trưởng Điện tử và Công nghệ Thông tin bang Tây Bengal. Nhà chức trách phải mượn máy đếm tiền của ngân hàng để xử lý số tiền. Giới chức y tế Mỹ thông báo ghi nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ em. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết, 2 ca bệnh đậu mùa khỉ ở trẻ em được xác định là trẻ 1 tuổi mới biết đi ở California và trẻ sơ sinh không phải công dân Mỹ. 2 bệnh nhi mắc bệnh đậu mùa khỉ đang trong tình trạng sức khỏe tốt và đang được điều trị. Cho đến nay, có hơn 14.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 60 quốc gia và 5 trường hợp tử vong ở châu Phi. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.